Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Diễn đang có mặt tại công trình nhà anh Thiết, và Diễn vừa bàn giao cho công trình nhà anh Thiết tất cả các hạng mục cửa nhôm sinh pha nhập khẩu, cửa trệt quay, tủ bếp và tủ quần áo. Thì trước đó thì Diễn có về công trình nhà anh Thiết, Diễn khảo sát khi mà anh đang mới đổ xong cái phần móng thôi, và Diễn về nhà công trình nhà anh và Diễn khảo sát, tư vấn cho anh ra tất cả cho anh những cái kích thước của những cái bộ cửa. Và hiện tại thì công trình đã hoàn thiện và Diễn về đây để bàn giao công trình cho anh. Và rất cảm ơn anh Thiết đã ủng hộ công ty em. Vâng. Em cũng muốn xin anh Thiết một chút cảm nhận về cái chất lượng khi mà bên em thi công, cũng như là sản phẩm dịch vụ bên em thi công cho anh, thì anh Thiết nhà mình có cảm thấy là hài lòng không ạ? Tóm lại là mọi cái thì mình đều hài lòng. Dạ vâng. Mà, nhất là cái tình cảm của anh em đến là nhiệt tình. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và đồng thời là nói là cái quả nhà này thì tôi cũng chỉ làm gọi là tạm thời thôi. Vâng. Thế sau này thì tôi sẽ làm một vài công trình nữa, kiểu gì cũng sẽ gọi lên mình. Cảm ơn anh. Vâng. Công trình nhà anh Thiết thì về cơ bản là anh cũng không đầu tư quá nhiều về phần xây dựng, nhưng mà chia sẻ với quý vị là tí một lát nữa quý vị vào bên trong nhà, quý vị có thể cảm nhận lại được là những cái vị trí cửa anh đang sử dụng, những cái cửa phân khúc cũng rất là cao. Thứ nhất là cửa sổ xung quanh nhà thì anh Thiết đang sử dụng là nhôm sinh pha nhập khẩu anh Thiết. Vâng. Và đấy, anh lựa chọn là phân khúc nhôm sinh pha nhập khẩu. Và những cái cửa đi thông phòng thì Diễn đang sử dụng là toàn bộ là hệ thống là cửa đi kết hợp khung phào, khung tường và tấm liền nguyên khối. Tủ bếp thì hiện tại này em cũng đang thi công cho anh là cái tủ bếp dòng nội thất, thì anh sử dụng thấy là có tuyệt vời không anh? Tuyệt vời. Vâng. Đấy. Bình thường thì tôi để ý một số nhà người ta làm bằng gỗ nó mục. Vâng. Không được bao nhiêu thời gian hết. Trước đấy là chắc anh cũng đã xây, cũng đã từng xây nhà, cũng đã thi công những cái bộ tủ bếp trước đó rồi anh nhỉ? Chưa thi công bao giờ, như đi tham quan thì thấy người ta mục mọt nhiều quá. Thế nên là quyết định là làm vị trí bếp trong anh nhỉ? Thì anh Thiết cũng đã tìm hiểu và tham khảo những cái vật liệu để khi mà anh thi công công trình nhà anh thì anh sử dụng, mong muốn là nó mang cái tính chất liền lâu dài, chúng ta sử dụng nó ổn định. Vâng, và sau đây xin mời quý anh chị và các bạn cùng Diễn và anh Thiết đi vào trong nhà để trải nghiệm những cái bộ cửa ở phía bên trong nhà. À, đây là cái bộ cửa chính ra vào, thì anh Thiết có chia sẻ với Diễn là anh muốn làm cái bộ cửa trệt quay anh Thiết nhỉ? Đấy, mục đích của anh là anh muốn làm được cửa trệt quay để mục đích là gì ạ? Thực ra là vì mình ở trong này mình lắp điều hòa. Vâng. Mà hai năm ở nhà mình bán hàng, mình ngồi trong này thì mình muốn nhìn được ra ngoài. Vâng. Đấy, mà để mở ra mở vào lúc nào có khách khứa mình mở hẳn ra nó thoáng. À, đấy. Đấy là cái công năng mà đây là mong muốn của anh đấy, Thiết là sử dụng thì là thông thường anh đi ra vào anh chỉ trượt thôi đúng không anh Thiết? Đúng rồi, chỉ trượt mỗi hai bên này thôi. Đấy, chúng ta không làm mở nó sẽ vướng vào bàn ghế kê trong này, nó vướng đúng không anh? Có khách có khứa thì công việc mà thời tiết nó mát thì đấy, mình mở tất nó ra. Đúng rồi. Nó nóng thì mình chỉ trượt thế này để mà dùng điều hòa cho nó mát. Ok anh. Đấy là cái công năng sử dụng của cái bộ cửa quý vị nhá. Thông thường chúng ta đi ra vào để chúng ta muốn mở cái không gian nó lấy thoáng hết thì chúng ta sẽ mở gập nó vào hai bên tường. Rất là tiện lợi. Đó. Tiếp đến thì xin mời quý vị và các bạn cùng Diễn đi vào bên trong để tham khảo những bộ cửa thông phòng quý vị nhé. Ở đây là có một cái bộ cửa đi thông phòng ở đây, thì anh Thiết có cảm nhận thế nào về cái bộ cửa này anh Thiết? Thực ra là cái bộ cửa này thì khách nhà mình đến rất nhiều, thế nhưng người ta toàn nhầm là cửa gỗ thôi. À đấy. Đấy. Rất nhiều người bảo là cửa gỗ. Khách đến rất nhiều nhưng mà nhầm cửa gỗ. Đấy, toàn bảo cửa gỗ thôi. Thế làm thế nào để biết được là gỗ hay nhôm anh? Thế thì mình tay sờ vào anh. Mình bảo người ta là thôi tự đến mà xem cho nó là cửa gì. Đấy. Đó. Không phào ôm phun tường luôn. Đó, và cái trên cái cánh này là em đang sử dụng là cái cho anh là cái tấm liền nguyên khối. Đấy, anh dùng về cái độ chắc chắn thì mang tính ổn định rất là lâu dài. Đó, và cái khóa này theo anh cảm nhận thế nào anh? Thực ra là tôi chưa được dùng cái khóa nào nó tốt như này hết. Vâng. Khóa này là khóa đúc liền nguyên khối anh ạ. Đấy, đây là anh sử dụng cái khóa thông thường, ngoài thị trường nó có rất nhiều loại khóa, nhưng mà về cơ bản là chúng ta anh sử dụng về lâu về dài mới biết được cái chất lượng của cái khóa này. Thực ra là đi xem cũng rất nhiều nhà rồi chứ cũng chưa nhà nào dám dùng cái khóa này. Vâng, khóa này em lắp cho anh là cái loại khóa cao cấp nhất trên thị trường, vì là về phân khúc cửa nhôm thì không nhiều. Đúng không? Công trình lắp được những cái khóa tay đúc toàn đúc nguyên khối anh nhé. Cái trên cái thân này là cũng đều nó phay liền khối hết chứ không phải là bên trong nó rỗng đâu. Có khi mà anh mở ra thì nó cũng đều nằm đặc hết. Đấy, cái thân này của nó đặc hết, rất là chắc chắn. Nên là em bảo hành cho anh về bộ khóa này là 5 năm, em cứ thế yên tâm mà sử dụng. 5 năm mà hỏng thay mới hoàn toàn luôn.
Đây là cái cửa thông phòng tiếp theo quý vị nhá. Cửa thông phòng thì chúng ta đóng mở cái khóa nó rất là chắc chắn. Tấm liền nguyên khối, ôm khung phào khung tường hết. Nhìn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đó. Xin mời quý vị đi ra phía sau nhà để chúng ta tham khảo những cái mẫu tủ bếp. Tủ bếp này thì hiện tại là về cơ bản là em đến em khảo sát thì trước đó là anh Thiết cũng có là chia sẻ là em tư vấn cho anh là có hai cách, một là anh đổ bê tông, hai là đóng nguyên cái thùng để chúng ta đặt vào. Đấy thì khi mà anh trải nghiệm thực tế ở cái thùng ở bên dưới này thì anh cảm thấy là cái bề mặt này nó có chắc chắn không anh? Chắc chắn, bông gà thoải mái mà. Bông chặt thoải mái đúng không anh? Bông chặt thoải mái. Rất nhiều anh chị khách hàng nó sợ là cái vấn đề là ở bên dưới này nếu mà không đổ bê tông thì băm chặt, chặt gà, chặt vịt nó có yên tâm hay không. Thì cam kết với quý vị là quý vị băm chặt thoải mái quý vị nhé. Đó. Và bên dưới này thì anh Thiết ạ, em đóng nguyên thùng ở bên dưới này thì khi mà anh sử dụng anh lau chùi nó có dễ không? Dễ, mà tôi còn rửa. Đấy. Vừa rồi tôi còn cho cái rửa. Này cho vòi vào xịt thoải mái anh nhé. Vừa rồi cho vòi bên xịt. Trong này toàn bộ bằng nhôm lá hộp hết. Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta sử dụng thôi quý vị. Cần thiết thì chúng ta có thể là đưa vòi vào chúng ta xịt. Đó. Đây vừa rồi nước ở đây nó còn chảy lênh láng ra đây. Đấy. Bận gì đâu mà. Gỗ thì chắc chắn là sẽ hỏng anh ạ. Nếu mà chúng ta dùng ở cái vị trí này mà nước nó mà chảy ra thì đấy, tôi làm hệ thống nó bị ngấm nước. Đấy. Bên trong này là anh dùng hệ thống lọc đặt hết bên trong này quý vị nhá. Cái vòi bên trên này là anh đang dùng là cái vòi uống nước sạch đấy phải không anh? Đúng rồi, uống nước sạch luôn đấy. Và cấp vào tủ lạnh luôn đấy. Cấp vào tủ lạnh luôn. Ừ, lọc cấp vào tủ lạnh okay rồi, tự làm đá luôn. Rất là tiện lợi. Đó. Khi mà em đóng nguyên cái thùng bằng nhôm em đặt vào thì cái diện tích anh sử dụng nó cũng sẽ được rộng hơn anh Thiết ạ. Đó. Ngăn kéo để giao thớt. Ở phía bên cạnh này thì diện thiết kế là ôm lấy cái tủ lạnh để nhìn nó tạo điểm nhấn thành một cái khối cho cái tủ quý vị nhá. Đó và chúng ta rửa bát đi ở đây thì chúng ta úp thẳng lên trên này thì nó sẽ dốc nước thẳng xuống cái chậu rửa luôn. Đó. Và phía bên dưới này thì Diễn có thiết kế là kính sơn quý vị nhá. Kính sơn ô bếp thì khi mà anh chị nấu nướng đó, mỡ nó bắn lên trên này chúng ta vệ sinh lau chùi rất là dễ. Đó. Em tư vấn cho anh Thiết là những cái công năng sử dụng về lâu về dài cũng rất là tuyệt vời anh Thiết nhỉ. Đó. Bên trên này là tủ treo bên trên thì vị trí để xong nồi bếp đây thì chúng ta kết hợp là cái hút mùi ở bên trên này quý vị nhá. Bộ tủ bếp này thì chúng ta dùng lên đến 2-3-10 năm không phải suy nghĩ quý vị nhá. Đó. Cái chất liệu này thì chúng ta sử dụng cái tuổi thọ nó rất là cao. Đó. Tủ gỗ thì rất là nhiều anh chị khách hàng sử dụng được khoảng 10 năm thì đều phải thay hết rồi. Cảm ơn anh Thiết nhiều nha anh Thiết. Được rồi thôi. Chia sẻ với quý vị đây là một cái bộ tủ quần áo. Hiện tại là Diễn đang thiết kế là có 5 cánh, 5 cánh cửa. Ở giữa thì Diễn thiết kế là cái ngăn kéo, cái ngăn chớp. Đấy, quý vị có thể thấy là để được rất là nhiều đồ. Bên trong này nó có một cái chốt âm. Thì bên trên này thì Diễn thiết kế là cái móc treo quý vị nhá, móc treo đồ. Đó, và chúng ta có thể treo được rất là nhiều đồ. Bản lề thì hiện tại là Diễn sử dụng là cái bản lề hơi giảm chấn. Ở bên này thì ô của anh chị là riêng biệt là hai ô riêng. Đó, treo được rất là nhiều đồ anh chị nhé. Tủ nhôm này thì chúng ta sử dụng nó thứ nhất là về cái vấn đề sạch sẽ ở trong cái bộ tủ thì chúng ta không sợ nó bị ẩm mốc quý vị nhé. Bề mặt nhôm thì nó sẽ không bị sợ cái vấn đề là ẩm mốc ở bên trong. Nó rất là sạch sẽ, lau chùi vệ sinh sạch sẽ và tuổi thọ rất là cao. Bên dưới này thì Diễn thiết kế là những cái ngăn kéo để anh chị có thể là kéo ra để những cái đồ trong này. Đó. Ngăn kéo đây quý vị. Cố định hết ở bên dưới này. Đó, toàn bộ cái hệ thống tủ này là 100% bằng lá nhôm hộp hết quý vị ạ. Ở tay nắm nhôm này thì hiện tại là Diễn sử dụng là tay đúc nguyên khối. Đó, và trên cái cánh này thì Diễn có thiết kế là những cái khóa. Đó, những cái khóa cho anh chị để anh chị cần thiết thì chúng ta sẽ khóa lại. Đó là những cái bộ tủ quần áo. Anh Thiết có thể chia sẻ thêm về cái thực ra là cái ngày xưa là dùng cái tủ gỗ. Vâng. Thế dán nó cứ chui vào nó nhấm quần áo. Thế đâm là đấy dán nó gặm nhiều khi cả chuột nó cũng gặm được cả gỗ đấy anh. Chuột đấy thì dán nó nhấm.
Thế bảo là quyết định gọi là thấy quảng cáo thì bắt đầu mình mới bảo đặt cái bộ như này cho nó yên tâm. Bộ này ví dụ như anh sau này anh có chuyển đi đâu thì cũng tháo ra cũng rất là đơn giản anh ạ. Thực ra là chi phí một lần nữa đỡ phải mua quần áo. Cái này chi phí lên đến 40-50 năm thì anh chị sử dụng không phải suy nghĩ. Tuyệt vời không anh Tiết? Thực ra nó cũng không lớn tiền lắm. Đúng rồi. Cho nên là giá trị cái bộ tủ này thì nó cũng không quá lớn. Chỉ bằng tầm 15-20 bộ quần áo mà giá nó nhấm mất thì cũng không đấy. Quá đáng tội đấy. Cái này là anh Tiết là khi mà anh đầu tư ra là anh cũng đều là tính toán hết rồi quý vị ạ. Bởi vì là phải tính chứ. Cái bộ quần áo của chúng ta đôi khi là cái bộ vest của chúng ta tính mấy triệu bạc một cái bộ quần áo. Nhưng mà dán nó vào nó gặm một cái là chuột vào gặm một cái là hỏng bộ quần áo là coi như là xong rồi. Đấy, nên là chúng ta đầu tư vào cái này là đầu tư về giá trị, về lâu về dài. Nếu mà tính cho bộ vest là nó rơi vào tầm khoảng độ 7 bộ đấy. 7 bộ vest. Vâng. Mỗi một năm mình thay một bộ anh ạ. Đúng. Mà đấy một năm chưa kịp thay thì nó đã gặm mất rồi là hỏng rồi. Đúng rồi. Đấy. Chia sẻ rất tuyệt vời, rất là thực tế từ anh Thiết quý vị nhá. Hiện tại là cái bộ cửa sổ thì Diễn đang thiết kế là cửa sổ mở quay 3 cánh. Đó, và khi mà Diễn thiết kế thì mình cũng xem cái hướng gió là nó sẽ thổi từ đâu về. Đó thì hiện tại thì nó sẽ thổi từ mặt trước về phía đằng sau thì chúng ta sẽ thiết kế là cửa sổ mở quay bản lề chữ A. Đó, khi mà anh chị mở ra thì nó sẽ đón được gió vào trong nhà quý vị nhé. Đó. Những cái bộ cửa sổ này thì hiện tại là Diễn đang thiết kế là bản lề chữ A. Đó, khi mà anh chị mở tới đâu nó sẽ nằm ở vị trí đó và nó sẽ chống gió luôn quý vị nhé. Đó, và cái bộ cửa này thì hiện tại là Diễn đang thiết kế là kính màu xanh. Đó, kính màu xanh thì khi chúng ta nhìn ra ngoài trời thì nó đỡ bị nắng gắt hơn. Đó, hoặc là có ánh nắng rọi vào trong nhà thì cái ánh nắng thì sẽ không được không bị gắt. Cửa sổ mở quay 3 cánh kết hợp vách cố định ở bên trên đầu. Phía bên hông nhà ở đây thì Diễn có thiết kế cho anh Thiết là một bộ cửa trượt quay 2 cánh. Đó. Khi mà chúng ta cần lấy không gian thoáng thì chúng ta có thể là mở hết nó vào quý vị nhé. Và thông thường chúng ta đi ra vào thì chúng ta sẽ chỉ cần trượt cái cánh một bên thôi. Đó, rất là nhẹ nhàng. Cánh cửa đẩy rất là trơn tru và nhẹ nhàng. Ở phía bên cạnh đây thì cũng là cửa sổ mở quay 2 cánh và cửa sổ mở quay 3 cánh. Đó là đều là những cái bộ cửa mà Diễn đến khảo sát chỉ có phần thô thôi. Đó, và Diễn sẽ ra kích thước cho anh Thiết để anh Thiết xây dựng quý vị nhé. Anh Thiết đây, trên cái bộ cửa thì anh cũng xem rất là nhiều các cái đơn vị thi công ở ngoài thì anh quan tâm sâu hơn ở trong những cái bộ cửa em đang thi công thì anh quan tâm ở những cái vị trí nào anh? Thực ra những cái phụ kiện này mình không biết được chất lượng của nó kéo dài lâu năm thì chưa thể biết được, nhưng mà nhìn sơ lược thì tất cả những cái đơn vị thi công ở đây là không có những cái lớp keo được gọi là phẳng phiu mà nó đầy đặn chi tiết như này. Đấy, đây là một trong những cái mấu chốt mà em cũng rất là chú trọng đấy anh Thiết ạ, bởi vì là trên cái bộ cửa mà anh cảm nhận thực tế đi, ở trên cái bộ cửa này thì cái đường keo nó như thế nào anh? Thực tế là nếu mà những cái cơ sở khác người ta tiết kiệm keo, người ta bơm nó lon nhon mà rất xấu. Đường keo nó nhỏ nữa đúng không anh? Bên mình thì được cái là bơm nó dày dặn mà tóm lại nó đẹp. Mà tóm lại là tuyệt vời. Em không tiết keo đâu anh Thiết ạ, bởi vì là trên một bộ cửa thì thực tế ra trên một bộ cửa nếu mà chúng ta tiết kiệm keo ấy quý vị ạ thì nó cũng phải tính ra được khoảng hơn 100.000 một bộ cửa, bởi vì là em bán đường keo to thì chắc chắn là sẽ tốn hơn rất là nhiều đúng anh Thiên rồi, đúng rồi. Đấy nên là em bán cả trong cả ngoài thì anh yên tâm, kể cả anh xả hết tất cả những con ốc vít này ra anh cho xả cầy của anh bảy không hề dễ, đúng không? Đấy nên là cái đường keo nó cũng rất là quan trọng, thứ nhất là nó chống thấm và cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề chắc chắn ở trên cái bộ cửa khi mà bán keo. Đã bảo rồi mọi người, những cái ông thợ đến đây thì nói thật sự là cũng đến cũng khen cái đường keo của mình luôn. Vâng, những ông thợ ở đây đấy, thợ nhìn với nhau bởi vì phải người ta kết ra nhỉ? Người ta đến là người ta đây, anh Thiết nha, chia sẻ với anh Thiết là cái giòn này nữa này, cái giòn của em này em kéo ra là nó sẽ trả lại như cũ này. Đấy, bình thường nếu mà cái giòn ở ngoài thị trường nó chỉ tầm khoảng 200.000 một cuộn ấy thì anh kéo ra ấy là nó sẽ kéo giãn ra đến đâu nó sẽ trả lại đúng như thế, tức là nó sẽ nằm đúng vị trí như nào, nó sẽ không trả lại được như nào. Đấy nên là cuộn giòn này của em đang mua hiện tại là 2 triệu một cuộn. Đấy, cũng rất là nhiều những cái sự khác biệt vì là đây cũng là những cái mà chi tiết nó cấu thành lên cái giá thành của một sản phẩm đấy anh ạ. Đấy nên là khi mà em thi công cho anh thì anh đã đặt niềm tin tuyệt đối vào công ty nên là anh cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm thôi. Em bảo hành cho anh về lâu về dài. Tất cả mọi cái là công ty bên em làm việc rất là uy tín. Đấy, về vấn đề quan trọng hơn nữa là vấn đề bảo hành về lâu về dài.
Ví dụ như sau này anh sử dụng cái cửa nó có vấn đề gì, anh gọi công ty về thì vẫn luôn luôn trong cái chế độ bảo hành hỗ trợ anh. Rồi. Ngoài thời gian bảo hành thì anh có thể là hỗ trợ công ty về cái vấn đề chi phí đi lại không? Còn cái vấn đề gọi là nằm trong cái thời gian bảo hành thì công ty sẽ thay mới cho anh hoàn toàn, không mất phí. Rồi. Và bảo trì trọn đời anh nhá. Thế cảm ơn công ty. Đấy là anh Thiết cũng rất là tin tưởng với công ty Diễn và giao công ty Diễn thi công. Một lần nữa em cũng rất là cảm ơn anh Thiết, vì là anh tận trên Vĩnh Phúc, em ở Hà Nội thì anh cũng không ngại cái vấn đề là xa xôi, sợ vấn đề sau này thì bảo hành bảo trì. Đấy nên là khi mà anh đặt niềm tin thì là niềm tin tuyệt đối rồi. Nên là chúng em cũng luôn luôn là có cái trách nhiệm trong sản phẩm. Anh Thiết nhá. Rồi, cảm ơn anh Thiết. Dạ vâng. Xin chào quý vị.